Xin chào các bạn. Coi coi Lê Quang đang làm gì. Hương. Ở bé. Xin chào các bạn. Tính không có quay, hôm nay ô bé là tập 2 đi qua bên đây xào giò thủ mà Lê Quang giọng giùm. Nói bữa có nói trên cái clip kia là nhà không có đàn ông. Giờ anh Quang anh nghe vậy anh bức xúc quá, anh đứng dậy giọng giùm. Tức quá à. Giọng rồi trời, bữa nay nhà. Ở giò thủ này có bàn tay nhạc sĩ Lê Quang đó nha cả nhà. Hân hạnh lắm luôn á, cảm ơn Quang, thương Hương lắm mới làm đó. Hương nó làm coi như là miệt mài luôn. Cho mày thỏa mãn dục vọng đi hè, mày sợ chưa? Sợ chưa? Không. Chưa sợ hả? Không. Mình các bạn yêu thương mình sao mình phải đem hết cái tâm lý chứ sao sợ được. Không, không sợ. Mình sợ mình làm phải điều tay thôi, không sợ gì hết á. Phụ cho dục vọng đi thì anh cứ múc bỏ vô đi, xong rồi giọng xuống rồi em ấy cho rồi em ấy cái lon kia đi. Ai ăn cái đợt này là phải nhớ Lê Quang nha. Có bàn tay nhạc sĩ. Làm gì múc khổ rồi chứ là làm gì mà vậy. Múc cũng là múc công trong này với bộ. Vừa giọng vừa đổ anh. Giọng cho cố vô lố luôn hai ba hoài luôn á Hương. Thì này nó giọng nên nó lố. Sáng lố em cân 232 chỉ giọng vậy thôi, chúc em thuộc cho. Đè nữa đúng không? Đè vậy nè đúng không? Tao biết rồi nha mày. Chị biết rồi nha Hương. Không quen. Không quen chị à. Không quen, xin lỗi. Nó nói xin lỗi em chị biết. Em cấm chị kêu em bằng chị em. Em biết là kêu mày tao là trên cái mạng xã hội thì hơi khó nghe thiệt. Mà nhân chị em sống nhau quen rồi đó cả nhà, thành ra thông cảm một chút đi. Tại chị thôi mà chứ kêu chị nữa em biết em sợ có chuyện gì xảy ra lắm. Người nó nhạy cảm quá. Kêu cái có lần rồi bác chỉ kêu cái mình thôi có gì không thôi vậy là đẹp rồi nè. Sao Hương nó phóng khoáng lắm, lố chút xíu cũng được không sao đâu trời. Chị ơi thiếu em mới sợ ngại chứ còn vô rồi, em ăn, chứ, anh cả anh nhà mình ăn đi. Em mừng thôi chứ có gì. Cái
đó hả? Kệ, bỏ vô hết đi. Ủa chị Thơ? Gì? Hồi chiều nghe nói chị đi nhà băng in tiền. Xin tiền hả? In. In tiền cho gì xì tới hả? Điện thoại. Alo, tới chưa? Có nhà chưa? Trời ơi, về nãy giờ làm gần xong rồi nè. Ngồi đó mà chị cha ơi, cha ơi, đất ơi, làm liên quan làm. Có một người fan của bà Tám, nghe nói Hương cần đàn ông làm phụ xung phong tới đây phụ, mà chưa tới Lê Quang đã làm xong rồi. Hai, trời ơi, hai chồng rồi. Mới dồn xong một ấy nè. Chảo. Được mấy cây rồi. Chị phải nấu lại hả? Chị phải nấu chị. Chào các bạn đi nè. Chào các bạn nha. Đây là Tuấn. Hai chồng anh Tuấn rất là dễ thương. Ta đã nói Tuấn đẹp trai mà. À, Tuấn đẹp trai. Sáng nhắn tin là Lily có ở nhà ông anh Tuấn phụ, hai chồng xuống phụ mà. Cái đầu em làm cho. Mà tại cái đó xong rồi hả? Ở dưới nhà nhỏ quá. Cái tính làm xong rồi lên chị Thơ rồi kêu anh Tuấn. Cứ quên chứ mình sao. Ủa? Cái đó ủa tớ ai vậy ta? Ai vậy ta? Giọng như nè. Mình xoáy vậy nè. Xoáy nó chặt lại. Dạ. Đó rồi, có hai người phụ rồi đó. Trời ơi, thấy tôi sướng không? Có hai. Ủa, người có mình nhiều hộp với ta. Rồi giờ sao chị? Rồi giờ mình cột làm gì? Cột lại luôn hả? Cột giống vậy nè. Cột khác giống em cột kia nè. Cột nó chặt kìa. Anh cột kia nè. Anh sống nè. Hơn mấy nhờ anh Tuấn anh xào giùm mình có lý hơn á. Sao hai tay đó có mỏi tay thì kêu vợ thế. Mà cái này xào không bao lâu? À, 2 tiếng. Sắp xong rồi đó. Sợ chưa? Sợ chạy về. Mới tới vụ mà làm quá. Rồi xong. Đó. Hương làm cái này nè. Còn mệt đi để em làm cho. Sau 5 phút nữa. Còn em này nữa hả? Là một chảo nữa hả? Em đó nữa. Ừ. Là xong rồi đó. Dạ, cái này là giống như mình ở dưới quê mình làm bánh chưng bánh tét phải không? Thay vì mình làm chưng bánh tét. Bây giờ mình làm cái này. Mình làm vui. Chị Thơ chị làm biếng đi ra ngoài đặt đồ nhờ làm. Cái nhà cũng buồn, hai chồng nhà cũng buồn. Nghĩ hả? Trời ơi. Đây cho có không khí tốt. Hai chồng nghe đồn ngày mai nấu bánh chưng bánh tét hả? Em hả? Xuống vậy. Có không? Có đâu trời, em mà nấu em mà nấu là thôi là thôi. Phải học một khóa của chị Hương này mới nấu được chứ trời. Không, đâu, không dám nêm nếm gì đâu. Phải không? Rồi giờ bắt đầu nhà tôi có đàn ông. Tôi bỏ trên mạng là nhà không có đàn ông. Bây giờ có ông anh rồi. Nhưng mà chỉ là bạn thôi chứ không có là cái gì nó kêu là đồng bọn nha. Đồng bọn bên đây toàn là nữ không mà ngốt đi shopping với bà kia tôi xách đây đồng bọn đó ta đồng bọn nữ này. Cái này là chồng của đồng bọn nữ. thì không có đâu, một người đàn ông duy nhất sẽ không xách giỏ đâu, đừng lo xách bóp thôi. Ông thích xách bóp hơn là xách giỏ. Trời ơi, chiều đi ngân hàng mà không có tiền mới. Không có một cái tiền mới nào luôn. Chắc mình đi trễ nên tiền gì không hả? Tiền mới, tiền gì cũng vậy mà không có mới. Đổi tiền mới mà không có. Mà chị có chỉ 100 không? 100 thì không cần tiền mới. Ồ, 100 không cần tiền mới. Ừ. Tưởng nó chị đổi 100 em đổi gì chứ. Vậy em đổi gì chứ. 100 thì mình không cần tiền mới. Mình những cái tiền nhỏ nhỏ thì mình mới cần tiền mới. Mà không... tờ 2 đồng cũng không có luôn. Chị phải lên mấy cái khu mà Mỹ không thì còn ok. Chứ khu Việt Nam mình thì Việt Nam mình có. Chị không nói, em có thằng bạn nó làm trong đó. Mỏi tay chưa? Chưa đâu. Chưa đâu, chừng nào mỏi là... Tối ông về ông kêu hái cánh ông rã nha. Bỏ tủ lạnh hơn.
À, để bỏ tủ lạnh liền. Đây tôi bỏ cho. Thôi, hai mình, hai mình. Cái này phải cầm đợi cho nó đỡ nó mục với chảo không. Trời ơi, vậy chứ cái này mà cắt là cũng phê lắm mà, đứng cắt là em cắt từ khi sáng mà anh Tuấn gọi á, là em đi chợ xong về là 3 giờ mấy á, em cắt cho tới 4 giờ mấy. À quên, à, không có cắt lộn, em luộc, luộc cho tới 6 giờ, 4 giờ mấy em về em rửa, rái, xong ngâm đồ là 5 giờ em luộc cho tới 6 giờ mấy. À. Là em cắt từ 6 giờ cho tới chị Thơ xuống 7 giờ rưỡi là xong. Nãy em chịu ghế nhà em làm bên bển luôn. Đâu cần chạy đi chi. Đâu em về nhà em cắt xong xuôi rồi em trộn rồi em đem lên đây em xào thôi. Đấy chạy lên đây em rồi. Đâu tính xào ở nhà mà sợ làm phiền ta. Thôi chạy lên đây xào nói chuyện. Nó nằm nó chuyển ngoài ổn định nó dẻo đi được đó. Chị, anh thấy nhà chị Thơ không? Không khí mai Tết thì mình làm cái này nữa là ra không khí Tết. Đó sao thêm cái phần này nữa hả? Dạ, để em rửa cái chạm ạ. Em hơi nước cháy. Rồi lấy muỗng dồn vô. Dồn vô lon. Muỗng bên kia, đó, đó. Ừ, hôm nay nhân lực quá trời đông luôn. Vui. Wow, cái lon này collect ở đâu nhiều vậy? Mua chứ đâu. Ừ, em mua măng để em nấu sách má. Wow. Em phải đầu tư vậy chứ giờ chưa đi mua khuôn, cái khuôn nó ngắn nó to. Vậy là bữa giờ ăn măng sức măng dữ rồi nha. Mua để sẵn. Ờ. À. Mỗi lần ăn để dành ha. Dạ. Đi mốt xài xong cái này là mình quăng luôn hộp luôn hả? Có đâu. Để dành hộp lại hả? Dạ, mình bọc lên lon rồi mình rửa sạch sẽ. Là cái dài đó hả? Cái nãy chị Thơ rửa đó, rửa sạch lắm. Khổ nha. Ừ. Với lại mình bọc ni lông nữa hả? Mình bọc hết lon rồi. Vừa khổ vừa đè, vừa nhấn. Này là có phần của chị Ngọc Tân Cả với chị Hoa Xoan. Đó, phải tặng anh sĩ nữa, bánh ly cũng chưa, an cũng chưa có, bữa ăn tiệc á là mình cho hết rồi, 5 người. Bởi vậy giờ công giờ rồi mày bỏ đồ vô cho Tuấn anh trộn đi. Rồi. mày dằn cái này đi Hương cho nó chắc ăn. Để hết luôn đó những gì? Đang chứng để cho đỡ. Ừ, mà cái này nó ngắn quá. Rồi để đưa cho Hương nó xử, mình xử tiếp cái này. Mình tình cảm là cái công của mình đó ha. Đúng rồi. Nhanh ghê không? Hôm nay đông người làm nhanh ghê không Hương? Tối đó 12 giờ đêm mới xong. Bữa đầu tiên. Không mà bữa đó có 10 rưỡi rồi. Lúc mình làm là qua cháy lúc hả? Có 10 rưỡi. Tối này về sắc cái kia được. Không chứa lọ lem. Làm trong sự đam mê. Chẳng phải là bị gì ghẻ bắt. Cái này là gì ghẻ căm thơ. Thương yêu. À, bà nói ngày mai muốn đi hội nhà anh xì là phải làm cho xong đám này. Ồ, vậy là tối nay có giờ đi Đức Mẹ. Đúng rồi. Thích đi Đức Mẹ không? Dạ đi. Rồi nhóm mình đi Đức Mẹ ha. Dạ. Đi không? Đi không? Đi không? Xong là đi. Bữa nay có người chở mình đi. Tối nay có đứng chị gì dạ? Chị gì? Em Xuân. Xuân. Dạ. Mùa ăn năm tấn. Không được mà chứ được rồi, không mình nên làm được không? Được rồi, tối rồi có hai chồng sướng quá Hương. Trời ơi, cái chiều giờ
Hương nhìn một cái thao này mà Hương nói bụng chết rồi, tối nay chết rồi. Hôm nay rất khuya là ai ngờ. Biết sao giống như mẹ kêu vậy đó, đang trong đầu nói thôi mình vơ hết, mình sắt xong cái này là mình chạy giặt lên nhà chị Thơ. Có chị không có không sao. Cái vừa nghỉ xong với chị Thơ gọi mày đang ở đâu lên nhà nè. Cái em nói em đang tính lên chị nè. Cái chị nói bộ mày đến dưới sao không được, nó cũng được mà em thấy tối quá ngại ngại. Cái xong chị nói thôi để chị xuống. Cái chị xuống cái bà cũng nghĩ sao, nó thôi lên nhà tao xào. Cái vừa xong là anh Tuấn gọi bỏ tủ lạnh. Trời ơi, hồi chiều đó vừa luộc mà vừa sắt xong á, nói thiệt á, trời ơi nạn. Thấy nhiều thấy nhiều ngán thôi. Đúng rồi, tại vì mỗi lần làm có chị Thơ nói chuyện cái nó nhanh. Dạ. Cái tấn công mà mình thấy nó nạn mà. Nó chạy như một lần với anh Hương nó nhà anh chơi. Bữa nào tới nhà anh Tuấn trổ tài nấu bún bò cho. Wow. Quay bún bò tại nhà anh Tuấn. Phải nói phải được không cho? Không em đi chợ hết á, em chỉ mượn bếp thôi. Không, em đi em mới biết muối gì. Mà phải cái nồi nha, chị hai. Em có hết. Để cái chảo ra giữa rồi Hương. Em có hết. Đó. Wow, mình có đủ đồ nghề luôn hả? Trời ơi. Em ở nhà nào xưa giờ là đồ nghề em đầy. Dân nấu ăn. Mới vừa tới đây đâu có lâu đâu. Đâu, em chở đồ, em sắm bên kia về. Với lại ngày đầu tiên về đây chị Thơ dắt đi, em cũng mua cái nồi to. Cái chảo này đem từ bển về nè. Rồi sao đem sắp ship? Ship trong xe. Hồi ship xe mình về cái mình dục trong xe. Là chị dục nhiều không? Dục nhiều nước hả? Không, hai ba thùng. Ông này ông nhét này nhóc. Không, Hương có nhét này nhóc. Con Hương nó đóng thùng, nó gửi phụ cho Hương thêm ba thùng. Hai vợ chồng này nè, nói với các bạn biết luôn, hai chồng ở bên tiểu bang Illinois mới mua về Cali. Fan bà Tám nếu mà có theo dõi là cũng đã từng thấy hai vợ chồng Tuấn với Xuân rồi. Ủa thấy chưa ta? À đúng rồi, đi kiếm nhà mua, đúng rồi, đi coi cuối cùng mới mua một cái nhà khác hẳn à ha. Bởi vì nó cái duyên. Chứ đâu phải đi coi cái nhà nào là để mua cái nhà đó đâu à. Tự nhiên cuối cùng cái nhà này không coi mà mua hả? Không, không có coi một 5 phút nữa. Hay ghê không? Hồi bữa đi xuống dưới đây coi luôn á. Đi qua đây coi nhà mà lại không mua mấy căn đó, mà mua cái căn mà không coi. Trời ơi, coi gửi chén nữa kìa. Trời. Hai chồng dễ thương chưa? Thêm một người thích gửi chén kìa. Một lần xào là 15 phút hả Hương? 15 phút. Mỏi tay chưa? Cái nhựa nó chạy nè. Nhựa càng chạy mới càng ngon. Đúng rồi, nó dính. Còn không là giống chị Thi nói đó, nó rời rời ra ăn là nó rớt ra từng miếng. Có nhiều người làm không biết, hương cục bị rồi, cắt ra lẫn rớt ra. Mình nghe mùi thơm quá chừng ha. Đầu ăn cắp của Lê Hoa. Tại vì mình làm trên chỉ đặt mà. Ủa tắt rồi hả? Chị tắt, dạ, rồi. Ủa tắt bé là được rồi. Thôi để về luôn. Ôi xô cô. Ủa cái thau này nãy xài lại mà tự nhiên xem rửa vậy? Không, đâu có xài nữa đâu. Hết rồi đó, xong. Đủ rồi hả? Đủ rồi. Em sợ lắm. Rồi. Tới Hương hành nghề dò giọng đi, giọng rầm rầm nhà tao đi. Wow, giờ đi Đức Mẹ được rồi đó. Sớm mới có chín rồi. Có cái gì làm cái này hả? Có cái miếng giấy. Đây. Biết nữa nè. Để nó nguội đi, nóng lắm, chút nữa. Không, để tí hơn lâu cho. Tôi mới làm cho. Hồi trước cũng mua cái máy này nè. Coi chị Tám hát đó. Xong đi mua cái máy đang gần để ở nhà đó. Vậy hả? Máy tốt lắm đó. Nó nói uống cái nước này tốt, chứ lại uống càng ngày càng cao lên, không biết rồi. Uống càng ngày càng cao. Múc ngộ vậy, múc bực vậy. Mà chị uống bao lâu rồi? Dưới này có cái mũ này chị ha. Uống cũ
cũng mấy năm rồi, 7 năm rồi. Có thấy cao không? Hơi cao tí xíu. Cũng cao mà ngút vô. Ủa mình hết lon hả? Còn chứ. Lon nhỏ. Bên đây hả? Dạ. Hay là hôm nay phải ra mua thêm nữa. Mua thêm gì? Hồi chiều có cái chị kia gọi điện thoại nói trời ơi Thơ, Thơ Hương nó mua cái lỗ tai với cái mũi cái lưỡi ở đâu vậy Thơ, cho chị biết với, sao chị đi chỗ kia chỗ mua không có, á đông á mà nhìn ghê lắm không có ngon, xong mới chỉ vô vô á đông á, á đông giờ nào cũng có. Vậy sao mình có làm món gì không, có gói bánh chưng bánh tét gì nữa không? Em đổ bánh bèo ăn tiệc nè, anh Tuấn tới phụ không? Bánh bèo hả? Tới múc ra khay giùm mẹ. Ờ, đâu gì đâu. Nhưng mà em định tới, thú em định tới. Đổ hai chọc cái múc. Đem lên ăn tiệc nhà mà thôi. Vậy là bữa nào? Vậy là chị nói vậy á, thì ngày mai em sẽ làm thịt kho trước cho ăn được quay sau. Ủa? Tự nhiên nó dương lắm nè. Dương này miếng mà giờ còn dương tí. Thì kệ em ổng nhỏ. Cái này nó đầy rồi. Làm ổ nhà ăn rồi. Cái sáng em cũng giọng vậy đó mà nó lên đầy luôn á. Ủa không, chưa có đi làm neo hả Xuân? Dạ em chưa. Bữa giờ đang sửa nhà đó. Sửa nhà cho nó xong rồi mình mới neo một bài thợ miếng nhà. Trời có biết thiếu gì. Mình làm một cái giò thủ tí hon đi Hương. Hay là mình lấy cái ly á, cái chung á. Nó được. Giống nè, lập sửng. Ôi, tối nay mẹ, khi sáng em có nói chị Thơ, tối nay em tranh thủ làm sớm là con đi lớp mẹ nhất quyết, con chị Thơ không đi, con đi. Cái giờ trừ mẹ cho anh Tuấn với chị Xuân tới cái 9:30. Hạnh phúc quá. Về đây mẹ đồ con. Mẹ cứ đừng bớt khùng lại. Sướng quá, mẹ được đi đất mẹ. Dạo này chắc cái độ nặng của con nó tăng lên rồi. Vừa rồi, cái sáng mấy đứa bạn em đấy, tao không nghĩ, tao thấy mày đi làm neo mày nói giọng thiệt. Em đi làm neo nói người ta không nghe luôn á, bà chủ bên đấy. Chị không nghe, em đứng bên em nghe chị Hương nói chuyện luôn á. Mà cái sáng á, mấy người quen á, nhắn tới nó không ngờ Hương đứng trên sóng mà hát một cách tự tin. Cái nó chắc ai nhập á, âm muối nói ai nhập mày vậy? Chắc bà Công Thơ mới nhập. Chỉ có nhập. Bà Công Thơ nhập thôi với ai nhập. Anh Tuấn có coi cái clip đó chưa? Có. Thấy độ của em nó sao? Anh Tuấn coi trong đó rồi gặp ở ngoài thấy độ nào cao hơn. Anh Tuấn thì làm sao tới hả? Nữa sao tới? Bị đi em nặng không? Anh Tuấn mới xong nhờ coi cái đó mới chạy tới phụ đó. Tại vì thấy Hương nó căng quá thôi. Lấy phụ thôi nó làm nữa nó nặng quá. Rồi ơi, cảm ơn hai chồng nha. Anh nhớ đến em. Đó, giờ nó rảnh nó ngồi nó hát. Có khi nào. Cái bài đó sao ta? Có khi nào anh ngồi, anh nhớ đến em. Biết phải không? Không. Cái lon đó mình rửa ra không chị? Đây mình rửa luôn. Cái lon nãy mình làm đỡ dở đó. Bữa nào lên coi nhà mới của hai chồng. Chừng nào xây xong rồi lên ha. Dạ, muốn lên nào lên chứ. Giờ không, được xây xong đẹp đẽ mới lên chứ. Không, cũng được 90% rồi. Ủa vậy hả? Bữa nào tân gia mới lên chứ tự nhiên là... No, em không ăn tân gia. Không ăn tân gia hả? Mà em trả hết nhà băng em ăn tân gia. Cái này là nhà của nhà băng hả? À, cái này không phải nhà của mình, là nhà của nhà băng hả? Nhà của nhà băng.
mình không cãi thì bà nó kéo lại nó ổ mới thêm quan trên da lên mạng mình sống bây giờ bị kéo rồi. Đi giờ đi chưa đi giờ ra nước mẹ phải không đi mèo hả hồi xưa không ở mình không nghe tiếng mèo không sợ lắm. Ừ, sợ nhất có nhiều hồi xưa bên Việt Nam mèo nó nhảy trên nóc nhà nhá không đúng rồi. Bữa nào đi lại để hái bơ bơ nhiều lắm cây bơ mấy trăm, có hả mấy trăm trái rồi. Trời ơi, em mê bơ lắm à, bơ nhà mấy trăm trái bơ hái nhiều lắm nhưng mà mình không biết nó bay lớn mình mới hái được. Thử mình ăn thử, mình hái xuống một trái mình ăn. Đâu, thử coi. Bơ hái trên cây xuống sống nè. Ừ. Sao ăn được? Ủa. Trái bơ nó sống mà mình hái trên cây sống. Rồi sao mình ăn? Mà mình biết làm sao mình nó bự. Tại hồi xưa nhà em có bơ, em với lại nhà mà em thuê giờ đó, rồi hai trái bơ nó to bao lớn như nè. Có nhiều loại bơ loại nhỏ mình phải coi trên đó. Mà nhìn bơ mà nó căng mọng như nè. Rồi sao mình ăn? Thì mình sống về mình phải để chín mình mới ăn. À, mình hái về nhà mình để chín mình mới ăn hả? Chứ không phải nó chín trên cây hả? Ừ. Ồ. Cũng có mà hiếm lắm. Mày đem xe ra, đem đồ ra xe Tuấn luôn, lắc đi 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 về á, ghé chở mày về. Nhà chở Hương về xong rồi chở Tấm về luôn. Yeah. Rồi khiên đồ ra xe. Bye bye đi Hương. Bye bye các bạn. Đây, hai vợ chồng vô bye bye các bạn đi. Bye bye. 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 Bây giờ đi ra Đức Mẹ đây. Anh bye bye đi anh. Anh sướng ghê. Lâu lâu ông qua ông phụ một lần cái có người tới xong hết phụ. Anh công nhận số sướng ha. Trời ơi. Ngàn năm thỏ ổng mới phụ mà có Tuấn tới rồi xong hết phụ luôn. Hai chóp của ảnh mà anh phụ là mừng lắm rồi còn nói gì nữa trời. Bú bú. Hai anh em kéo. See you again. Ngày mai đi kéo đi. Bye bye. See you again. Chúc các bạn một ngày an lành. À! Cái gì vậy? À! Cái gì vậy? Trời ơi, hồn nó dí hả? Trời ơi. Con cưng chó kìa. Có bưng cái gì không? Bưng cái gì ra? À, bưng cái này rồi con Hương nè. Dễ luôn hả? Bye đi anh. Bye lần nữa. Bye các bạn. Đây là Facebook và số điện thoại liên lạc của bà Tám Căn Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Căn Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.